Để thấy được rõ hơn sự thay đổi trong công nghệ xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản, chúng ta có thể về với vùng đất Bạc Liêu, nơi được mệnh danh là thủ phủ của ngành tôm cả nước. Trước đây, người nuôi tôm tại Bạc Liêu nói riêng và tại các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung thường sử dụng cách thức lấy nước trực tiếp vào nuôi, sau đó lại thải trực tiếp ra môi trường ngoài. Cách làm này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho nguồn nước quanh khu vực trang trại nuôi, từ đó gây thiệt hại lớn cho bà con. Để khắc phục tình trạng trên, nhiều mô hình tiên phong trong việc đổi mới công nghệ xử lý nước đã được ra đời và mang lại hiệu quả. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng về với trang trại của gia đình anh Long Văn Nghĩa tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để tìm hiểu về một mô hình xử lý nước tuần hoàn khép kín, không đưa nước thải ra ngoài và đặc biệt là tốn rất ít chi phí đầu tư. Một ao lắng thô cấp 1 với thể tích 4.000 mét khối. Một ao lắng thô cấp 2 với thể tích 3.000 mét khối. Một ao lắng tinh với thể tích 2.000 mét khối. Điểm chung của các ao này là đều được anh Nghĩa thả nuôi các loại cá như cá đối, cá nâu, cá rô phi. Đây là những loại cá có khả năng sử dụng chất hữu cơ ở tầng mặt, tầng giữa và tầng đáy. Hoạt động tìm kiếm thức ăn của chúng sẽ làm khoáng hóa các chất thải lắng tụ ở đáy ao, ngăn cản quá trình yếm khí và sinh khí xảy ra để xử lý sạch khuẩn trong nước. Cuối cùng là hai ao sẵn sàng với thể tích 1.500 mét khối một ao. Nước lấy từ ngoài môi trường sẽ được bơm vào ao lắng thô cấp 1, sau đó tiếp tục chảy qua ao lắng thô cấp 2. Sau quá trình lắng lọc, nước sẽ tiếp tục chảy vào ao lắng tinh, rồi chảy vào hai ao sẵn sàng. Tại các ao sẵn sàng, nước sẽ được xử lý bằng chlorine 30 ppm. Sau đó sẽ được kiểm tra các chỉ tiêu môi trường như độ pH, kiềm, canxi, NH3, NO2, khuẩn Vibrio. Sau khi nguồn nước đạt được các tiêu chuẩn trên, sẽ được cấp sử dụng cho ao nuôi. Sau khi được sử dụng để nuôi tôm, nguồn nước này sẽ tiếp tục được trải qua một quá trình lọc để tạo nên một vòng tuần hoàn khép kín. Nguồn nước thải của tôm sau khi mà dùng cho việc nuôi tôm ấy, thì sau khi thải ra ngoài thì nó sẽ được chúng ta xử lý như thế nào? Thì cái quy trình của mình đặc biệt nó cái là quy trình không có bỏ chất thải, cho nên các nước thải sau khi được tách ra từ cái hồ nuôi đó thì mình đi từng hoàng trở lại và sử dụng trở lại cho nuôi hoàn toàn, không có, có nghĩa là sử dụng nước thải trở lại 100%, không có bỏ ra môi trường. Quy trình mình thì nó cũng đơn giản thôi, thì nước sau khi được siphon ra khỏi hồ tôm thì được bơm lên cái hồ tách chất thải rắn. Tách chất thải rắn thì cái phần lắng lại để phục vụ cho cái các công việc khác, còn riêng cái nước được tách ra bằng hình thức chảy tràn. Chảy tràn qua cái ao tách chất thải rắn thì được qua ao lắng thô thứ nhất kết hợp với nuôi cá, và ao lắng thô thứ hai cũng kết hợp cá gồm có cá rô phi, cá đối và cá nâu. Là ba loại cá này nó sử dụng được chất hữu cơ rất là tốt. Thì qua ao lắng thô thứ hai rồi trở về ao lắng tinh là gần như nước đã sạch hoàn toàn, nhờ các cái vi sinh mà chủng vi sinh mà chúng ta đã cấy sẵn trong cái ao nuôi chúng ta đó. Thì khi chúng ta tách phân tôm mà thì vi sinh nó sẽ đi theo cái hệ thống đó và nó vào trong cái ao lắng thô, nó sẽ xử lý bớt cái phần môi trường, chúng ta không cần phải bổ sung thêm vi sinh gì hết. Và khi trở về ao lắng tinh thì chúng ta sẽ bơm trở lại cái ao sẵn sàng để xử lý. Ở đây chúng ta phải xử lý bằng chlorine để làm chi? Để chúng ta hạn chế được các dịch bệnh từ ngoài xâm nhập vào trong cái ao nuôi chúng ta. Là nước đó khi bơm chảy vào cấp cái ao nuôi thì đã hoàn toàn là gần như là đảm bảo đủ yêu cầu về chất lượng. Trong toàn bộ quy trình nuôi và xử lý nước của mình, anh Long Văn Nghĩa đã học hỏi và ứng dụng công nghệ Bioflux. Như vậy, có thể thấy công nghệ Bioflux là một công nghệ quan trọng và không thể thiếu trong các quy trình nuôi tôm hiện nay. Vậy công nghệ Bioflux là gì? Công nghệ Bioflux là tập hợp một quần thể vi sinh có lợi cho môi trường như vi khuẩn, tảo, động vật nguyên sinh với mảnh vụn và các hạt hữu cơ chết. Công nghệ Bioflux giúp tạo ra một môi trường nuôi các vi khuẩn dị dưỡng có lợi, giúp phân hủy chất thải hữu cơ của tôm. Vì vậy, khi ứng dụng công nghệ Bioflux vào nuôi tôm, chúng sẽ hỗ trợ rất lớn cho người nuôi trong khâu làm sạch môi trường nước trong quá trình nuôi tôm. Ngoài ra, chúng cũng giúp ích rất nhiều cho người nuôi trong quá trình xử lý chất thải, giúp phân hủy các chất thải trong nước.
Ở đây thì theo như tôi được thấy là toàn bộ những cái ao nước của chúng ta, kể cả ao dèo hay là ao nuôi này, thì nó đều có một cái màu nâu đồng rất là đẹp. Đây là một màu rất là đặc trưng của cái công nghệ biofloc. Vậy khi mà ứng dụng cái công nghệ biofloc này thì chúng ta sử dụng cái chủng vi sinh như thế nào và cái quá trình ngâm ủ của chúng ta ra sao? Đây là cái quy trình biofloc. Mà biofloc thì nó phải gắn liền với cái màu nâu đó. Mà để duy trì được cái màu nâu đó thì chúng ta phải có một cái công thức phối trộn giữa các vi sinh và các cái hợp chất hỗn hợp. Thì gồm có vi sinh Bacillus, mà đặc biệt là nhóm hiếu khí và kỵ khí để chúng ta gây block. Và kèm theo là cái tỷ lệ mật đường và tỷ lệ nitơ và carbon. Thì nitơ là cái đạm trong thức ăn đã có sẵn trong ao. Carbon thì chúng ta dùng cái mật đường, mật tỷ đường theo cái tỷ lệ hỗn hợp nhất định. Mà làm sao chúng ta duy trì liên tục một ngày được bổ sung một lần và theo dõi cái thành phần của cái block ở trong hạt lock ở trong ao đó và gắn liền với cái màu nước trong ao, phải đảm bảo ổn định liên tục. Như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái môi trường tốt và cái thành phần tảo mà chúng ta cần nó sẽ hiện diện trong ao chúng ta rất là ổn định. Nó sẽ khắc chế được các cái tảo tạp mà xuất hiện. Thì nếu mà tảo tạp không xuất hiện thì con tôm chúng ta sẽ phát triển tốt, lý do là nó không có ăn những cái loại tảo đó vào, thì đường ruột nó sẽ ổn định và nó sẽ mau lớn hơn.